Hi mọi người nhé, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Và hôm nay tôi sẽ vào sâu cho anh em xem một số ạc vòng bon bit rất là rẻ nha anh em nhé. Chỉ với 300k thôi, chúng ta đã có một ạc full một vòng. Đến với cái ạc đầu tiên thì level 83, đặc quyền VIP 5, KD 0.89 và hạ gục có hơn 6.000 kill thôi. Thì anh em về kéo KD lên vẫn vô tư, tại vì bắn ít kill mà. Rồi tôi sẽ vào sâu nhanh kho đồ cho anh em xem, thì ạc cũng rất là ok. M4A1 S Jewelry AWM Inflow Dragon, full vòng bán Z Bonbit nha anh em nhé. Bán Z Bonbit, ZBK, 6 lòng, DE Bonbit, DE Thunder, một cái diều xanh VIP, AK thì có AK47 Jusa, M4A1 Nobel Dragon, bán Z Nobel Dragon, Mauser X2, BC, nói chung là full set Nobel Dragon nha anh em nhé. Có M4 và bán Z thôi, cũng rất là ok. Cung thì có cung Bozonda, nói chung là cũng rất là bá, xếp tổ ong này, từ K, IAS Phonic, IAS Phonic Gold, Katala Transformer X2, Katala Transformer Gold. Rồi 3 cây thương xét luôn, vãi cả trưởng, không biết kiếm đâu, tận 3 cây AK Belly, AK đổi su, rồi M4 băng, DE băng tận 2 khẩu luôn, Kuri băng này, rồi AK47 Gold, 9A91 X-Max, AWM Gold, nói chung súng tím rất là nhiều anh em ạ. Đủ anh em chơi, giá thì rẻ thôi, 300k. Rồi team Bilula, đua team B-Royal Dragon, Sẻng X-Max, Quắm, M4A1 Rốt, Giáo Kinh Bull X2, thì tôi xem có bán Z đen không, thì không có anh em ạ. Rồi nhân vật thì con Aoi và con Maria Vĩnh Viễn, vật phẩm thì 17 đá thức tỉnh Thông Sơn, nhẫn ngắm kẻ địch hiện HP, hai dòng 4 sao, một dòng 5 sao, nói chung ạc này rất là ok, giá thì rẻ nữa. Đấy, thiên phú thì cũng tương đối đấy. Thiên phú này khá là đẹp anh em ạ, nó không mắc hết nhưng mà hầu như cái gì cũng úp. Đấy, à thì chưa vào clan nào nha anh em nhé, tại vì mới thoát clan, tôi show lại cho anh em xem. Thì chúng có M4 VIP này, AWM VIP, 3Z thì full vòng 3Z Bonbit, ZBK 6 lòng DIE, DE Thunder, DE Bonbit này. Đấy, và Akazusa. Rồi rất là nhiều súng tím, súng cam, có cung Bozonda nữa, cũng rất là ngon nha anh em nhé. Nhân vật hai vòng quay, nhẫn thì đã tẩy ra ngắm kẻ địch hiện HP. Rồi tôi sẽ đến với cái hạc tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với cái hạc số 2. Thì hạc này cũng full vòng bon bit nha anh em nhé. KD 2.27 và hầu cũng có hơn 1.000 kill thôi, tại vì hạc này cũng ít chơi. Đấy, đang đặc quyền VIP 4. Rồi tôi sẽ vào sâu nhanh kho đồ thôi. Kho đồ thì hạc này rất nhiều M4 VIP này, M4A1 quái thú vô hình, M4A1 thiên sứ X2, biết quay được hay là sự kiện này mà được tận hai khẩu này. Cũng có AWM Infilo đã gần, nói chung cũng gần gần giống như hạc lúc nãy thôi. Bán Z Bonbit, Golden Suck, DE Bonbit, AK47 Jusa, AK47 Nobel Dragon. Hạc này thì hạc dinh nhá, đổi thông tin vô tư. ZK, súng tím thì có set Wukong, AK47 Belly, M4 băng. Đấy, và một số súng tím nữa, quắm băng này, quắm Belly, AK47 Gold. Còn mấy cái này là súng ngày thôi. M4Z Devil, Sucking Bull. Nhân vật thì có Rốt và con Aoi, cũng rất là ok nhé. Dây chuyền và hai nhẫn, để tôi xem nào. Rồi, nhẫn có một dòng 5 sao, dây chuyền có một dòng 5 sao. Để xem cái nhẫn này. Một cái chưa tẩy, chắc cái bên này tẩy rồi. Được 3 dòng 4 sao anh em ạ, vẫn chưa tẩy ra. Có hai thẻ gốt trên đi này. Nói chung thiên phú thì úp được khoảng 50% thôi, mỗi cái úp được một lửa nhé anh em nhé. Đấy, tôi show lại cho anh em xem. Thì full vòng 3Z Bonbit này, có M4 VIP, rồi AW VIP, M VIP này, Akazusa, AK47 Nobel Dragon, và một số súng tím. Nhân vật thì có nhân vật 3 vòng quay luôn, cũng rất là ok. Rồi tôi sẽ đến với cái hạc tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với cái hạc số 3. Thì hạc này là một hạc giá rẻ thôi, level 72, đặc quyền VIP 2, KD 1.22 và hạ gục hơn 3.600 kill nhé. Và hạc rất là ngon, còn gần 2k kim cương, 1.853 kim cương. Kho đồ thì cũng chỉ đủ súng anh em đi danh thôi, AK47 VIP này, 6 lòng, Mauser, ZK, làm đấm Titan, M4A1 Glory. Khẩu này đổi được lên M4A1 Bonbit này, hết 7.000. Rồi DE băng, AK47 Gold, nói chung cũng đầy đủ súng để anh em chơi thôi. AWM Blue Battery, Kuri Royal Dragon, AK, Jacking Bull, búa sắt, M4F này,
Đấy, nhân vật thì có con Rốt và con Aoi cũng rất là ok nha anh em. Thiên Phú thì chỉ úp được tương đối thôi, chung úp được gần mắc gỡ bom nhanh thôi. Nói chung là cũng rất là ok. Đấy, tôi show lại cho anh em xem thì có AK VIP 6 lòng để đi AI. Một cái lục này, cận chiến thì có lắm đấm Titan, M4 Glory và một số súng tím, AK Gold các thứ cũng rất là ok. Rồi tôi sẽ đến với cái hạc tiếp theo. Rồi đến với cái hạc số 4. Cái hạc này level 60 nha anh em nhé. Đấy, KD 1.6 và hạ gục 2745 kill. Thì tôi sẽ vào sâu nhanh thôi. Hạc này cũng đủ súng để anh em đi thôi, vì hạc giá rẻ mà. Đấy, M4A1 Beat này, M4A1 Thiên Sứ. Rồi 6 lòng để đi AI. Nói chung là có dòng M4, AK thì có Akazusa, Ska, cận chiến thì có 5 đấm Titan, AK47 Belly. Rồi M4A1 Z Devil và 3Z thì có 3Z đen nha anh em nhé. Cũng chỉ vừa đủ để chơi thôi. Hạc Dinh, tuổi thông tin vô tư, nhân vật thì có con AOE. Vật phẩm thì còn một ít điểm Thiên Phú chưa úp này. Nói chung Thiên Phú này thì cũng úp được khoảng 50% thôi. Đấy, nói chung cái ô nào cũng úp rồi nhưng mà được ít. Kho đồ thì vừa đủ dùng, có M4 VIP 2 khẩu này, 6 lòng để anh em đi AI thôi. Rồi AK và cận chiến, 3Z thì có 3Z đen thôi, cũng có nhân vật vĩnh viễn. Rồi tôi sẽ đến với cạc tiếp theo. Rồi tiếp tục clip đến với cái hạc tiếp theo. Thì hạc này là VIP 0 nha anh em nhé. KD 1.37 và hạ gục hơn 700 kill. Thì hạc linh trắng để anh em nào mua về đỡ phải lập hạc thôi. Giá thì vài chục ca thôi, rẻ thôi, 20k thôi. Đấy, kho đồ thì có 2 khẩu súng tím, AK, M4, TBS. Nhân vật chưa có, vật phẩm chưa có. Vật phẩm thì có một ít điểm Thiên Phú chưa úp nhá. Nhưng mà đặc biệt là cày được hơn 1000 kim cương, 1337 kim cương. Linh trắng anh em về đọc việc đổi thông tin, đọc việc điền thôi rồi chơi để cày tiếp. Mà áp VIP không thì khi nào anh em nạp thì sẽ được hưởng sự kiện nạp lần đầu cũng rất là ngon. Rồi tôi sẽ đến với cạc tiếp theo. Rồi tiếp tục đến với cạc tiếp theo. Thì ạc này cũng giống như lúc nãy thôi anh em ạ. Đấy, cũng VIP không, KD 1.4 và hạ gục 280 kill. Ạc ngon nhất là còn hơn 1k kim cương, 1123 kim cương. Đấy, kho đồ thì cũng chỉ có một súng, hai súng tím thôi, một AK, một M4, team BS và DE. Đấy, AK cụ hồ nữa. Và vật phẩm thì không có gì nhá. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã coi clip của tôi. Anh em nào mua ạc thì inbox Zalo tôi. Tạm biệt anh em.